nguồn thu, tự quyết định các khoản chi, điều hành độc lập theo mô hình mới, tự chủ toàn diện. Chủ trương được áp dụng thí điểm với 4 bệnh viện hàng đầu của Việt Nam là Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy, Viện Ca. Khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Quang, phó giám đốc bệnh viện Ca. Kính chào quý vị khán giả. Đề án thí điểm tự chủ bệnh viện ca giai đoạn 2020-2022 đã được Thủ tướng phê duyệt vừa mới. Đây là bệnh viện thứ hai trong danh sách 4 bệnh viện thực hiện thí điểm tự chủ đã được phê duyệt đề án. Trước đây, các bệnh viện công hoạt động hoàn toàn là do nhà nước chi phối qua các quyết định hành chính từ nhân lực tới đầu tư trang thiết bị. Chuyển từ chi phối sang tự chủ là một bước đi dài. Dù các bệnh viện được chọn là các bệnh viện hàng đầu, đã được xem xét các điều kiện thuận lợi cho thí điểm thì cũng không đơn giản. Vậy thì viện ca, cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước về phòng chống và điều trị ung thư đã chuẩn bị những gì cho bước chuyển mình rất lớn này? Bệnh viện ca sẽ tiến hành thành lập hội đồng quản lý bệnh viện bao gồm 11 thành viên. Chủ tịch hội đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định. Hội đồng quản lý là cơ quan cao nhất điều hành toàn bộ hoạt động của bệnh viện. Để tăng cường giám sát và kiểm tra chéo toàn bộ hoạt động của hội đồng quản lý và ban giám đốc, sẽ có sự giám sát của ban kiểm sát. Đây là mô hình đảm bảo công khai, minh bạch, tăng cường tính giám sát trong mọi hoạt động của bệnh viện. Khi mà mình đưa ra một cái nghị quyết hay là một cái hướng phát triển nào đó thì được hội đồng mà trên 50% các thành viên trong hội đồng quản lý đồng ý thì chúng tôi sẽ triển khai để làm sao thực tế là mình kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau. Điều mà nhiều chuyên gia lo lắng đó là sự tự chủ toàn diện sẽ tạo cơ hội cho bệnh viện tự chủ trong mua sắm trang thiết bị, xã hội hóa máy móc, phát triển kỹ thuật cao và sẽ xảy ra tình trạng lạm thu các dịch vụ. Trong khi đó, các bệnh nhân ung thư đa số đều có hoàn cảnh khó khăn. Vấn đề quan trọng là phải công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của bệnh viện. Tự chủ và xã hội hóa rất cần cái việc công khai minh bạch và rất cần cái tư vấn của những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật hoặc những người quản lý có năng lực. Nhưng cái quan trọng nhất là phải có cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát rất chặt chẽ. Người đứng đầu và trong bộ máy quản lý người ta sẽ có trách nhiệm cao hơn và người ta làm việc với tinh thần trách nhiệm là công khai, minh bạch thì chúng ta mới thực hiện tốt được. Lãnh đạo bệnh viện ca cũng khẳng định khi thực hiện tự chủ bệnh viện sẽ phải thay đổi một cách toàn diện từ trang thiết bị, hạ tầng và chất lượng khám chữa bệnh để thu hút và giữ bệnh nhân ở lại trong nước. Vâng, rõ ràng tự chủ toàn diện là một bước chuyển mình rất là lớn. Thế nhưng viện ca thì đã có cả một cái quãng thời gian thực hiện cái tự chủ về tài chính. Thì đây có phải là một cái nền tảng để có thể thực hiện những cái bước tiếp theo nó tốt hơn hay không? Đối với bệnh viện ca thì trước năm 2016 thì bệnh viện ca là cái đơn vị được giao đảm bảo một phần chi thường xuyên, tức là nhóm 3. Cho đến năm 2017 thì bệnh viện ca được giao đảm bảo tự chủ thường xuyên, chi thường xuyên, tức là nhóm 2. Và đến tháng 5 năm 2019 thì bệnh viện ca là một trong 4 cái bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng đề án thí điểm về tự chủ toàn diện, tức là tự chủ cả về đầu tư nhóm 1. Thì và trong quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy rằng có đặc biệt là có những thành tựu hết sức là thay đổi. Ví dụ như tôi nói, ví dụ như là đến thời điểm năm 2016 thì cái điểm chất lượng bệnh viện của chúng tôi lúc đó chỉ có đạt là 2,79 trên thang điểm 5. Nhưng mà cho đến năm 2019 chúng tôi đã đạt được cái mức điểm là 4,06 trên thang điểm 5. Như vậy đã đạt một bước tiến rất nhiều trong cái chất lượng bệnh viện. Và bên cạnh đó thì cái chỉ số hài lòng của người bệnh năm trước năm 2016 chỉ đạt được 52% khi đánh giá độc lập của Bộ Y tế. Nhưng cho đến cái thời điểm là 2019, tức là năm ngoái, thì cái chỉ số hài lòng của tại bệnh viện ca đã là 95%. Và rõ ràng khi mà chúng ta tự chủ về tài chính thì nó cũng là áp lực để chúng ta thay đổi và chúng ta thực hiện tốt hơn công việc. Ở đây tôi muốn hỏi rằng là bệnh viện ca là một bệnh viện chuyên ngành về ung bướu. Vậy thì cái lộ trình đề án mà mình đưa ra để thực hiện tự chủ toàn diện này trong vòng 2 năm thì được xây dựng như thế nào? Tiếp nối những cái thành công trong cái quá trình tự chủ từ nhóm 2 thì khi mà được tự chủ nhóm 1, tức là tự chủ về đầu tư, thì bệnh viện cũng hết sức là chủ động trong cái việc mà phát triển của bệnh viện,
không chỉ có chỉ tự chủ về tài chính mà bệnh viện sẽ có những cái lộ trình để phát triển về các vụ về mặt chuyên môn. Khi đó thì bệnh viện sẽ được chủ động được phát triển cái quy mô bệnh viện dựa trên cái năng lực thực tế của bệnh viện, và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã tập trung mũi nhọn là tập trung phát triển về chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân, và chúng tôi đồng thuận rằng đây là một trong những cái tiêu chí quan trọng nhất để thu hút người bệnh đến khám tại bệnh viện ca trong cái thời gian tới. Và khi mình đã tập trung cái tất cả các cái nguồn lực cho cái việc phát triển đầu tư để mà nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh, thì khi đó thì người bệnh sẽ được hưởng lợi những cái kỹ thuật cao của bệnh viện. Và rõ ràng ở trong phóng sự cũng đề cập đến là câu chuyện viện ca không chỉ là chữa bệnh ở trong nước mà sẵn sàng là có những cái tiêu chí về chất lượng đủ có thể thu hút kể cả người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh. Vâng, xin cảm ơn ông. Đến năm 2018 thì đã có 100% bệnh viện công thực hiện cơ chế tự chủ ở các mức độ khác nhau, và điều này đã làm giảm áp lực ngân sách khá nhiều. Có 0,4% bệnh viện tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 27% bệnh viện tự bảo đảm chi thường xuyên, 68% bệnh viện tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, chỉ còn 4,6% bệnh viện thuộc nhóm nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Kết quả thống kê tại 51 tỉnh thành phố cho thấy, so với ngân sách cấp cho các bệnh viện năm 2016, năm 2017 đã giảm khoảng 5.740 tỷ đồng, năm 2018 giảm thêm 3.200 tỷ đồng. Vâng, rõ ràng là khi chúng ta tự chủ thì áp lực ngân sách giảm. Thế nhưng ở đây một vấn đề khác, một mặt khác đó là khi mà áp lực ngân sách giảm thì áp lực đối với giá của chi phí y tế, nhiều người rất lo lắng rằng sẽ tăng nếu như tự chủ. Bởi vì là đến thời điểm hiện nay thì cái giá viện phí nó vẫn chưa tính đúng tính đủ, mới chỉ là 4 trên 7 yếu tố cấu thành giá. Khi thực hiện tự chủ đối với nhóm bệnh nhân mà có bảo hiểm y tế thì các bệnh viện nói chung và bệnh viện ca nói riêng thì vẫn thực hiện thu theo cái giá bảo hiểm y tế do Bộ Y tế quy định cũng như là bảo hiểm y tế mà đã quy định trước đây. Hay còn đối với nhóm bệnh nhân mà tự nguyện thì bệnh viện sẽ thực hiện thu cái giá theo cái khung giá quy định do Bộ Y tế ban hành, và trên cơ sở là tính đúng tính đủ các yếu tố và có tích lũy cũng như là bổ sung các cái nguồn quỹ. Vậy thì khi mà với một cái cơ chế tự chủ toàn diện như thế này, người bệnh chính là tức là khách hàng trả tiền để mình có thể có một cái nguồn thu cho cái hoạt động khác của bệnh viện. Vậy thì mình sẽ phải thay đổi như thế nào để có thể đáp ứng được yêu cầu của thị trường, của những cái người khách hàng của người bệnh này? Chúng tôi xác định rằng là khi chuyển sang cái mô hình tự chủ thì chúng tôi vẫn kiên định với cái nhận định là bệnh nhân vẫn là trung tâm. Chính vì vậy tất cả những cái hoạt động của bệnh viện cũng sẽ tập trung vào cái phục vụ cho bệnh nhân. Thứ nhất là như chúng tôi đã nói ở phần trước là tăng cường cái chất lượng khám chữa bệnh, thì bằng cách là gì? Bằng cách ngoài cái vấn đề và đầu tư máy móc trang thiết bị thì cái vấn đề con người được chúng tôi đánh giá là hết sức là quan trọng. Đó là tập trung cho công tác đào tạo liên tục, và đặc biệt là đầu tư về cho các cái cán bộ của nhân viên ca học tập tại nước ngoài cũng như là học tập để nâng cao kiến thức để làm sao là mình cập nhật được cái kiến thức mới trong chẩn đoán và điều trị. Cái thứ hai là chúng tôi tập trung về việc là làm sao để nâng cao cái tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế đối với bệnh nhân, thì đấy là cái cơ sở để giữ bệnh nhân lại điều trị. Và bên cạnh đó thì làm sao chúng ta duy trì một cái bệnh viện làm sao an toàn, thật sự là an toàn khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh, và duy trì một bệnh viện xanh sạch đẹp để trên cơ sở đó để tạo cái môi trường thu hút các bệnh nhân không phải ra nước ngoài điều trị. Vâng. Ở đây thì có một vấn đề tôi muốn hỏi kỹ hơn, đó là khi mà chúng ta đã không cái nguồn ngân sách cho bệnh viện nó giảm xuống rồi, và giá viện phí thì như ông vừa nói là cũng sẽ giữ nguyên ở nhiều mảng. Vậy thì cái phần mà hụt như thế sẽ được bù lại từ nguồn nào? Vâng, một câu hỏi rất hay. Khi chúng tôi chuyển sang cơ chế tự chủ, trong đảng ủy và ban giám đốc chúng tôi cũng đã trao đổi rất kỹ về cái vấn đề này. Thậm chí khi mà chuyển sang tự chủ, chúng ta có thể là cái nguồn thu có thể là vì nó cái tính minh bạch hóa, tăng cái trách nhiệm mà giải trình, và đặc biệt là với cái giá mình theo cái khung giá của Bộ Y tế quy định, thì như vậy là mình đang thực hiện cái trách nhiệm xã hội của bệnh viện công đối với nhân dân. Tôi cho rằng khi chuyển sang mô hình tự chủ
thì cũng sẽ có rất nhiều các áp lực đối với các bệnh viện nói chung và bệnh viện ca nói riêng. Và trong đó thì phải kể đến cũng có thể là áp lực, nhưng mà đây là tôi cho rằng là đây là cái áp lực để phát triển. Cụ thể là trong cái mô hình quản lý mới thì tức là có hội đồng quản lý, và trên cơ sở đó thì hội đồng quản lý hoạt động theo cái nguyên tắc là tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số phiếu. Và bên cạnh đó thì là có cái sự giám sát của ban kiểm soát bệnh viện. Chính vì vậy mà sẽ có cái sự kiểm soát lẫn nhau giữa hội đồng quản lý, ban giám đốc và cái bên ban kiểm soát, và đặc biệt là cái hoạt động của ban kiểm soát. Và tôi cho rằng cái tính công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình, đây là cái vấn đề quan trọng nhất trong các hoạt động về tự chủ bệnh viện hiện nay. Khi mà chúng ta được trao quyền càng nhiều hơn thì cái áp lực về trách nhiệm cũng sẽ lớn hơn. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Theo đánh giá của Bộ Y tế, chất lượng của bệnh viện ca đã cải thiện theo từng năm. Năm 2016 là 2,79 trên 5 điểm, năm 2017 là 3,56 và năm 2018 đạt 4,05 điểm. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh năm 2016 là 52%, đã tăng lên 78,9% trong năm sau và 91,5% vào năm 2018. Đó là khi viện ca mới thực hiện tự chủ từng phần. Với một cơ chế tự chủ toàn diện thì hy vọng chất lượng còn có sự đột phá hơn nữa. Nếu các bệnh viện thí điểm thành công, sẽ là cơ hội chuyển mình của toàn hệ thống y tế, và cuối cùng, người bệnh, xã hội, nhà nước đều sẽ được hưởng lợi từ chính sách này. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.